Đây là thế giới được thống trị bởi cá mập. Chúng đã tiến hóa và sở hữu trí tuệ siêu việt, không những qua đường cần phải nhìn đèn giao thông, thậm chí còn nuôi nhốt loài người xem như lương thực của chính nó. Mà thành phố vốn rất phát triển cũng rơi vào sân chơi của bọn chúng. Con người muốn sinh sống ở nơi đây chỉ có thể lặn xuống tìm nguồn lương thực sót lại, nhưng mỗi lần xuống biển đều như đang đánh cược với cái chết, vì có 7 vị lãnh chúa biển sâu trong vùng biển này. Mỗi người đều nắm trong tay khu vực hàng triệu mét rộng lớn, đồng thời còn có vài năng lực rất đặc biệt. Ba cha con này từ khi mới sinh ra đã phiêu bạt trên biển, mỗi ngày trừ việc phải lặn xuống biển tìm vật tư ra, thời gian vui vẻ chính là việc ở trên biển đánh bắt những thứ đồ thú vị. Còn có một quy tắc mà ai cũng tuân thủ, đó là mỗi khi mặt trời lặn thì không được phép phát ra tiếng động, chỉ cần đồng hồ báo thức reo lên thì tất cả mọi người phải quay trở lại trong khoang tàu. Cho dù là những thức ăn quý giá quên thu vào cũng không được chần chừ, phải lập tức trốn ngay, bởi vì cá mập chỉ hoạt động vào ban đêm. Trong sự vắng vẻ của boong tàu, ngoại trừ tiếng vang tích tắc đồng hồ, những người khác đến thở mạnh cũng không dám, nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ, không ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Thế là Tiểu Mạn hỏi cha liệu có thể ôm con cá. Lời vừa nói xong, ngay lập tức thân tàu phát ra âm thanh rất lớn, những con quái vật điên cuồng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Điều này có thể khiến hai đứa nhỏ sợ hãi, để cho bọn trẻ có thể an tâm một chút, người cha ôm những đứa trẻ vào trong lòng giống như mọi khi. Cứ như vậy họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Boong tàu bị phá hủy, chỉ còn lại mớ lộn xộn vốn là thức ăn của một tuần, cũng bị chúng phá tan đến thê thảm. Mà bên kia có vết tích mà chúng để lại, dường như đã cảnh báo con người, nơi này là địa bàn của ta, cút ra xa cho ta. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong chốc hai cha con nói không nên lời, xem ra lại phải đi tìm linh kiện thay thế sửa chữa lại thôi. Về việc này, Vương Soái ngay lập tức thể hiện rằng cậu sẽ đi đến đống đổ nát để tìm, nhưng cuối cùng bị cha quát mắng ở lại, bởi vì ác quỷ có thể đang ẩn náu trong đống đổ nát phía đó. Khi hai cha con đang tranh cãi gay gắt thì Tiểu Mạn gọi họ nhìn, có hải âu, những con chim hải âu đang bay lượn trên bầu trời. Lời nói của cô bé trong chớp mắt khiến hai cha con bình tĩnh trở lại, bởi vì sự xuất hiện của hải âu có nghĩa là nhất định là sẽ có đất liền, mà đất liền bây giờ là sự tồn tại quý hiếm. Hàng vạn năm trước, sao thủy cùng vô số quái vật va vào trái đất, dẫn đến 99% đất hiền đã biến mất. Người cha tỏ ra rất vui mừng vì điều này. Sau khi nhắn nhủ mọi việc thì anh rời đi. Có điều vừa lên trên bờ, anh đã nhận thấy có gì đó không đúng, bởi vì tòa nhà bỏ hoang này có một luồng khí kỳ lạ rò rỉ ra khắp nơi. Ta hét khắp xung quanh phát hiện không có một ai trong tòa nhà cả. Vậy là Vương Hồ lấy hết can đảm đi lên tầng 2. Vừa mở cửa thì phát hiện lối đi toàn xác khô, cùng một hộp đạn hỏng đã lâu năm. Lại nhìn vào phía bên cạnh cái hố lớn, tất cả các thanh thép đều được uốn cong vào hướng phía trong. Có lẽ các cuộc tấn công đều là từ bên ngoài đến. Lại xem những vết tích khủng khiếp để lại trên tường, anh nghĩ đến kiểu cách mà đêm qua khi con tàu bị tấn công. Trong chốc lát, người cha cảm thấy mâu thuẫn, anh bèn lập tức bơi trở lại. Cùng lúc đó, Vương Soái phát hiện ra dưới nước có nhiều người xuất hiện. Chỉ thấy người đó liên tục vẫy tay, cậu cảm thấy người đó giống như con mồi khi đi câu cá. Sự đồng cảm của Vương Soái dâng trào, cậu lập tức muốn lao xuống biển cứu người. Nhưng không ngờ rằng đó chính là một bức tượng. Quy tắc sinh tồn của thế giới này là đừng hiền lành, bởi vì bạn không biết rằng thứ bạn bảo vệ là người hay quỷ. Những sinh vật của thế giới này đều có trí tuệ siêu việt, bọn chúng trêu đùa con người giống như đùa với chó. Vương Soái tràn ngập sự đồng cảm, suýt nữa thì đã chính tay mình giết cả nhà. May thay, người cha đã quay lại kịp thời ngăn cậu bé lại. Thấy mánh khóe của bản thân bị nhìn thấu, quái vật cũng không tiếp tục chơi nữa, thẳng tay thu mồi nhử của mình trở về. Chuyện này làm cho Vương Hồ có kinh nghiệm dày dặn, rất nhanh đã nhận ra rằng bên dưới thuyền có cái gì đó. Nhưng không đợi bọn họ nghĩ nhiều nữa, một con quái vật to lớn ở miệng cắn trọn thân tàu. Đối mặt với thứ khổng lồ dưới biển sâu như vậy, Vương Hồ cũng có đôi chút hoảng loạn. Quái vật miệng lớn cắn con tàu bọn họ tan tành, cũng may người cha có kinh nghiệm, lúc nguy cấp đã đưa hai đứa con của mình nhảy xuống biển, thoát khỏi đòn chí mạng của con quái vật kia. Nhưng quái vật sẽ không để đồ ăn đã dâng đến miệng lại biến mất như vậy. Thế là quyết định tấn công mạnh mẽ hơn. Sau một tiếng vang lớn thì chỗ họ đang đứng ngay lập tức tan tành. Nhưng Vương Hồ vẫn cố gắng ôm chặt các con, đem đến sự an toàn trong nguy hiểm. Thấy họ đã bị đánh lên đất liền, quái vật không tấn công nữa, đi vòng vèo hết lần này đến lần khác bắt đầu trêu đùa với con người. Điều này cũng giúp cho ba cha con có được khoảng thời gian ngắn ổn định lại. Trông thấy em gái mình nằm im như vậy, Vương Soái vội đi lên và lập tức cấp cứu. Nhưng may mà chỉ là do va chạm nên Tiểu Mạn mới bị ngất. Thấy hai con không sao, Vương Hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tình trạng bản thân ông không hề khả quan. Vì thế, để bảo vệ các con không bị thương, Vương Hồ đã bảo Vương Soái đưa em gái chạy đi, còn ông định một mình đối mặt với tất cả. Nghĩ đến nhà cả nhà và vợ đều không còn nữa, sống cũng không còn ý nghĩa gì. Người cha nghĩ vậy bèn ra sức rút thanh thép ra, nhưng thật sự thanh thép cắm quá sâu, ông không có cách nào rút ra được. Không đợi anh có thể làm gì khác, tên quái vật đi đến trước mặt anh, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Thấy con quái vật khi gặp ánh sáng mặt trời thì sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng Vương Hồ hoang mang. Chỉ thấy quái vật tiến đến gần anh và ngửi khắp nơi, mắt quái vật đỏ lừ dường như nhìn xuyên thấu cái gì đó. Thấy Vương Hồ đã chuẩn bị sẵn sàng đón lấy cái chết, nhưng giây tiếp theo quái vật quay lưng bỏ chạy. Nó không cần miếng mồi này nữa, ngược lại nó đuổi theo hai đứa con của anh, khuôn mặt méo mó của nó không ngừng phát ra tiếng cười. Thấy vậy, Vương Hồ vội vàng hét lớn bảo Vương Soái mau chạy, nhưng cái danh lãnh chúa biểu sâu đâu chỉ là gọi chơi.
chỉ thấy nó rất nhanh tiến lại gần hai đứa trẻ và há to miệng. Chuyện như thế nào mời đón xem tập tiếp theo. Con quái vật biển này vì muốn ăn thịt, không ngại nguy hiểm bị mặt trời đốt chết mà đi đến đất liền. Vương Hồ bị thép đâm vào người thương nặng không thể hành động. Thế là chỉ có thể mở to mắt nhìn hai đứa con chính mình bị truy đuổi. Con quái vật biển này không chỉ có thể tác oai tác quái dưới biển, mà ngay cả trên đất liền cũng có thể đi lại dễ dàng. Chính vào lúc nó mở miệng ra, thì Vương Soái nhanh chóng trốn vào trong nhà. Nhưng bạn cho rằng như vậy là kết thúc sao? Không đợi hai đứa trẻ lấy lại hơi, lưỡi tên quái vật đã thò vào bên trong, nhưng nó như không có phương hướng nhất định, đã vồ rất lâu mà không bắt được Vương Soái và Tiểu Mạn. Đột nhiên hình như nó cảm nhận được điều gì đó và dừng lại. Vương Soái bị cảnh này dọa cho đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ làm Tiểu Mạn bị thương. Lưỡi con quái vật quấn lại và dần biến thành hình dạng mũi khoan. Giây tiếp theo nó trực tiếp đâm vào bức tường bên cạnh Vương Soái, sau đó điên cuồng công kích hai đứa trẻ, nhưng Vương Soái và Tiểu Mạn đều thoát khỏi đòn tấn công của nó. Lúc cậu tưởng rằng quái vật đã rời đi, thì tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn kỹ thì phát hiện đó là cha của mình. Cậu vui vẻ hét to lên một tiếng cha, nhưng suýt chút nữa tiếng gọi này đã đem nguy hiểm đến cho cậu. Bởi vì bây giờ người cha trước mặt cậu chính là do quái vật biến thành. Thiên diện xúc thủ còn có 2 tháng nghỉ đông, thấy mục tiêu ngay ở trước mắt mình, hắn trực tiếp hiện nguyên hình, sau đó bắt lấy Vương Soái ra khỏi nhà. Thấy miệng nó sâu như vực thẳm, Vương Soái hét lớn gọi cha. Cậu vừa nói xong, một người đàn ông xuất hiện như chiến thần, thì ra để cho các con không bị thương. Vương Hồ cố nhịn đau rút thanh thép ra, sau những cú chém liên tục Vương Soái được cứu thoát. Lúc này Vương Hồ đã không quan tâm đến vết thương của mình, bởi vì đối với anh các con của mình là quý giá nhất. Cho dù có phải hy sinh bản thân mình anh cũng không từ bỏ. Người đàn ông không sợ chết và có năng lượng mạnh mẽ, chỉ vài đường đã làm cho thú dưới biển bị thương nhuốm đầy máu. Sau đó nhằm vào răng lớn và đá quái vật bay xa. Vốn cho rằng trận đấu đến đây là kết thúc, đến cả Vương Soái cũng cho rằng như vậy, nhưng mọi chuyện lúc nào cũng không như tưởng tượng. Chính vào lúc Vương Hồ đang sử dụng hết sức lực của mình, thì giây tiếp theo lại bị răng tên quái vật đâm xuyên qua người. Dường như anh ý thức được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, Vương Hồ không đành lòng mà nhìn về phía các con. Nhớ lại từng chuyện trước đây, anh cảm thấy có chút mất mát. Vì bảo vệ cho các con mà cha đã lo lắng rất nhiều chuyện. Mỗi lần con lặn xuống biển và chậm trễ nổi lên, cha sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Lúc tối ôm hai con cũng vậy, để các con yên tâm mà cha chỉ có thể cười lên. Nhưng thật ra cha cũng rất sợ. Cha sợ mất đi các con, càng sợ cha không thể bảo vệ được các con. Cha sợ những điều này. Vương Soái, cha yêu con rất nhiều, cha giao Tiểu Mạn cho con nhé. Vừa nói xong thì đem bom ra, chuẩn bị cùng tên quái vật chết chung. Bởi vì anh biết chỉ có làm như vậy con của anh mới an toàn. Sau đó một trận nổ xảy ra, mặt biển dần trở nên tĩnh lặng, chỉ lưu lại một số dấu tích cuộc giao tranh. Dường như tất cả đều là hư ảo, nhưng chỉ có Vương Soái biết được. Từ hôm nay cậu sẽ không gặp được cha của mình nữa.